ta đam vinh nè, cái gì cái tôm nè, ớt tê nè, cánh én nè, đó anh này giới thiệu quynh nè, cái kia su nâu nè, su nè, chiếc bên kia là chiếc 68 nè, sầu vừng nè. Có đem chiếc xe nhà bên dưới ra chạy không? Có chiếc xe chạy ngon lành mà. Chạy được không? Được ngon lành trời. Đồ chơi mới tin hết đâu thấy chân. Đang ở nhà anh Phúc Bình Dương. Trời ơi là trời ha. Đây còn ta nguyên cái dàn da dép nè. Xe đua. Xe đua, xe để dàn đua. Chiếc nào giữ nhất anh chào? Anh không, mấy xe Phúc này đều giữ hết nè. Xe đê rồi nè. Xe đam dinh nè. Người có tiền mua không bao giờ có ừ. Đó. ST nè, ST mà dinh mới cỡ này nè. Cái nén. Còn có chiếc xe đam à? Quỳnh đèn ở xe đam nè, xe đam nè, dinh. Một dàn xe mobilet sát nè. Tất cả là dinh hết á, không có còn một cái con ốc lô luôn. Có xe ghế cũng đã mà. Nhưng có cái khó, cái giờ xe nhiều quá, chìa khóa rồi nó không nhớ nữa. Rồi vô đây dạng nó thắt cho mấy chục chiếc nữa nè, mua thôi. Cái đó là bên ngoài còn hai bên con à, tiếp nữa bên trong này năm cái suối tan còn trong thùng hai một cái con 86 một con xe Future một con chiếc này chứ gì anh chiếc này là cái chiếc Adrian hả chiếc này Adrian xe này gần 1 tỷ còn cái này Honda con này xe này 1.3 tỷ đây. Cái rượu này chắc cũng phải vài chục triệu nhưng mà nó dùng chiếc xó nè. Rồi lên đây còn nữa. Văn phòng làm việc. Đây là chỗ làm việc của ông. Trưng bày, trưng bày, trưng bày. Khu trưng bày những thành tích chơi được. Đoạt cúp Đa Linh 67 369 đang số chiếc xe gì bạn số 5 số 7 à nhiều cái này còn hàng năm hả bây giờ mình đi sâu vô bí mật vô kho báu rồi dài dép xe cọ không gần đâu mà xì bò với dài dép không à sáu xì bò 600 triệu chiếc này 600 hả anh chiếc này 1 tỷ chiếc màu tím này hả? Còn chim mới luôn. Đời mấy? 99 hả? 99 là ngoài. Này là đinh lăng, còn trong thùng luôn. Đinh lăng mà còn trong thùng. Nguyên một vàng cái xe đua nè. Xe đua cá đậu á, để đinh ra cá đậu. Nguyên vàng. Gỡ ra từng chiếc hết để trong quần. Kho là nè, kho là nè, chỉ là đồ mùi đấy. Tận nhiều lắm. Đây, hai con này nó thấy bình thường nhưng có tiền không bao giờ tìm có. Yeah. BS. Ừ. À, chiếc BS hả? Ừ. Tất cả đều xe zin đây. Đây này chỗ làm việc này của. Này là căn cứ nè. Căn cứ à? Căn cứ điểm này. Đó, anh em coi tham quan ha. Khủng không? Quay hai bình rượu tao giới thiệu. Hai cái bình rượu này là hai con rắn ổ anh Toàn mà từ bên Lào lấy về. Mỗi một con là 35 kg. Nó hai bình rượu. Ừ. Trời bình cổ hay gì vậy? Cổ, bình cổ. Ừ.
Một con rắn thì 35 kg anh dạ? 35 kg. Anh tỉnh Phúc luôn chứ không phải vào ông quên vào chứ. Nó làm gì nè? Cái gì cái? Cút tôm nè. Ít tê nè. Cánh én nè. Đó, anh này giới thiệu. Quynh nè. Cái kia là su nâu nè, su nè. Chiếc bên kia là chiếc 68 nè, cầu vừng nè. Có đem chiếc xe nhà bên nước ra chạy không? Có chiếc xe chạy con làm hả? Chạy được không? Được, con làm trời. Đồ chơi mít tinh hết đâu phải chăng? Đang ở nhà anh Phúc Bình Dương. Trời ơi là trời ha. Đây còn ta nguyên cái dàn da dép nè. Xe đua. Xe đua, xe để dàn đua. Chiếc nào giữ nhất anh chào? Con không, mấy xe này đều giữ hết nè. Xe đê đâu nè. Xe đam dinh nè. Có tiền mua không bao giờ có. Đó. ST nè, ST mà dinh mới cỡ này nè. Cái nén còn có chiếc xe đam à? Quỳnh đen ở xe đam nè, xe phải đam nè, dinh. Một dàn xe mobilus sáp nè. Tất cả là dinh hết á, không có còn một cái con ốc lô luôn. Có xe ghiếp nó đã quá à. Nhưng có cái khó, cái giờ xe nhiều quá, chìa khóa rồi nó không nhớ nữa. Rồi vô đây dàn nó thắt cho con xe mấy chục chiếc nữa nè, mô tô. Chơi. Cái đó là bên ngoài còn bên... Tô, à, tiếp nữa bên trong này năm cái suối tan còn trong thùng hai một cái con 86 một con xe Future một con chiếc này cái gì anh chiếc này là cái chiếc Adrian hả chiếc này Adrian xe này gần 1 tỷ còn cái này Honda con này xe này 1.3 tỷ đây. Cái rượu này chắc cũng phải vài chục triệu nhưng mà nó dục chứ xó nè. Rồi lên đây còn nữa. Văn phòng làm việc. Đây là chỗ làm việc của ông. Trưng bày, trưng bày, trưng bày. Khu trưng bày những thành tích chơi được. Đọt cúp Đa Linh 6, 7, 3 số 9. Đã lên cái này. Đã số. Cái xe gì mà số 5, số 5, số 7 hả? Nhiều cái này còn hàng năm nữa. Hả? Ừ. Đến đây. Còn đây. Đất chứ. Bây giờ mình đi sâu vô bí mật vô kho báu rồi. Da dép. Xe cọ không gần đâu mà. Xì bò. Xì bò với da dép không hả? À, xì, xì bò 600 triệu. Chiếc này 600 hả anh? Chiếc này 1 tỷ. Chiếc màu tím này hả? Ừ, còn chim mới luôn. Đời mấy? 99 hả? 99 là ngoài. Này là đinh lăng, còn trong thùng luôn. Đinh lăng mà còn trong thùng. Quy một vàng cái xe đua nè. Xe đua cá đậu á, để đi ra cá đậu. Quy một vàng. Gỡ ra từng chiếc hết để trong quần. Kho là nè, kho là nè, chỉ là đồ mùi đây. Tận nhiều lắm. Đây. Hai con này nó thấy bình thường nhưng có tiền không bao giờ tìm có. Yeah. BS. Ừ. Hai chiếc BS hả? Ừ. Tất cả đều xe diêm không dùng. Đây này là chỗ làm việc này của. Này là căn cứ nè. Căn cứ à? Ừ. Căn cứ điểm này. Đó, anh em coi tham quan ha. Khủng không? Quay hai bình rượu tao giới thiệu. Hai bình rượu này là hai con rắn hổ anh Hoàng mà từ bên Lào lấy về. Mỗi một con là 35 kg.
nó hai bình rượu. Ừ. Chọn bình cổ hay gì anh? Cổ, bình cổ. Một con gắn thì 35kg anh dạ? 35kg. Anh tình phúc luôn chứ không phải vào ông quên vào chứ. Đã làm gì nè? Cái gì cái? Cút tôm nè. Ếch tê nè. Cánh én nè. Đó, anh này giới thiệu. Quynh nè. Cái kia là su nâu nè, su nè. Chiếc bên kia là chiếc 68 nè, cầu vừng nè. Có đem chiếc xe nhà bên nước ra chạy không? Có chiếc xe chạy con lạnh hả? Chạy được không? Được con lạnh trời. Đồ chơi mít tinh hết đâu phải chân. Anh đang ở nhà anh Phúc Bình Dương. Trời ơi là trời. Đây còn ta nguyên cái dàn da dép nè. Xe đua. Xe đua, xe để dàn đua. Chiếc nào dữ nhất anh chào? Anh không, mấy xe này đều dữ hết nè. Xe đê rồi nè. Xe đam dím nè. Có tiền mua không bao giờ có. Đó. ST nè, ST mà dím mới cỡ này nè. Cái này còn có chiếc xe đam à? Quân đen, xe đam nè, xe đam nè, dím. Một dàn xe mobilus sáp nè. Tất cả là dím hết á, không có còn một cái con ốc lô luôn. Có xe ghế cũng đảo mà. Nhưng con cái khó, cái giờ xe nhiều quá, chìa khóa rồi nó không nhớ nữa. Rồi vô đây dạng nó thắt cho con chàng mấy chục chiếc nữa nè, mua thôi. Cái đó là bên ngoài còn bên con, tiếp nữa bên trong này năm cái suối tan còn trong thùng hai một cái con 86 một con xe Future một con chiếc này cái gì anh? Chiếc này là cái chiếc Adrian hả? Chiếc này Adrian, xe này gần 1 tỷ, còn cái này Honda, con này xe này 1.3 tỷ. Đây cái rượu này chắc cũng phải vài chục triệu nhưng mà nó dục chứ xó nè. Rồi lên đây còn nữa. Văn phòng làm việc. Đây là chỗ làm việc của ông. Trưng bày, trưng bày, trưng bày. Khu trưng bày những thành tích chơi được. Đọt cúp Đa Linh 6, 7, 3 số 9. Đã lên cái này. Đã số. Cái xe gì mà số 5, số 5, số 7 hả? Ừ. Nhiều cái này còn hàng đậm nữa. Hả? Ừ. Đến đây. Còn đây. Đọc chứ. Bây giờ mình đi sâu vô bí mật vô kho báu rồi. Da dép. Xe cọ không gần đâu mà. Xì bò. Xì bò với da dép không hả? Xì bò 600 triệu. Chiếc này 600 hả anh? Chiếc này 1 tỷ. Chiếc màu tím này hả? Ừ, còn dinh mới luôn. Đời mấy? 99 hả? 99 là ngoài. Này là đinh lăng, còn trong thùng luôn. Đinh lăng mà còn trong thùng. Quy một vàng cái xe đô nè. Xe đô cá độ á, để đi ra cá độ. Quy một vàng. Gỡ ra từng chiếc hết để trong quần. Kho là nè, kho nè, kho nè, chỉ là đồ mùi đấy. Tận nhiều lắm. Đây. Hai con này nó thấy bình thường nhưng có tiền không bao giờ tìm có. BS. Ừ. Hai chiếc BS hả? Ừ. Tất cả đều xe diêm không dùng. Còn đây. Đây này là chỗ làm việc này của. Này là căn cứ nè. Căn cứ à? Ừ. Căn cứ điểm này. Đó, anh em coi là tham quan ha. Khủng không?
quay hai bình rượu tao giới thiệu. Hai cái bình rượu này là hai con rắn hổ anh bằng mà từ bên Lào lấy về, mỗi một con là 35 kg. Nó hai bình rượu. Ừ. Trời, bình cổ hay gì vậy? Cổ, bình cổ. Một con rắn thì 35 kg anh giờ. 35 kg. Anh tên Phúc luôn chứ bây giờ ông già ông quên rồi chứ.